Pinong Lương Điếp, Pinong đang lý ngồi chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Pinong Lương Điếp, bánh tổng là thành kinh táp tời của cần Việt trang và nền, và tói và Pinong cần dân số bống sông Bảo Lạc. Nền chiêng bấu xiếu đáy bánh tổng, tò Bảo Lạc mì thình bánh tổng, nói tỷ vuông đai mì, tỷ chính là bánh tổng đâm. Bấu tan mì màu đâm mà nhằng hom van mùi thuốc kheo, nửa pì sáu vạn mùi hom của khao pia, thình bèn này đà bền hen tiền chăn táng của bốn tôm này. Và tài lăng bèn tèo mì màu đâm, pì nòng sẽ chắc ngay lăng này. Cứ mọi dịp nền mà thân khẩu bài văn nhì pét nhì cầu văn đắc bưng lạp vì nòng dân tộc Tày số huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng tèo xoài căn bên bèn trương đâm xe tèm hương. Trang lườn bà Vũ Thị Lan số tổ lam thị trấn Bảo Lạc cùng bên thình bèn này tứ hương tời. Nền pi tờ cùng bệnh trang lườn bà tèo bên bèn này cùng sổ cả bài mùng lườn đai cân tay số Bảo Lạc khi bài lục lan đã mà đo trang lườn bà Lan xài căn bên bèn trương đâm khe chuẩn bị nền. Bà Lan hử chắc bài ké bừa bài sáng cả cân tay lèo sớ chữa tròi bằng bài thình kinh đầy hết tứ chính bài co khẩu của pì nọng cần sân hết óc số này bài cần mè nhìn cần tờ cộng chắc bên bèn trương đâm vì mì quan niệm cả hay cả cần mè nhìn bấu chắc hết bèn trương đâm lè xẻ khó ao khơi đấy. Và chính vì bận bài cần phụ nữ số Bảo Lạc tứ lì cái khẩn đã đầy mé tay hết thình bèn này. Món này nhằng cả khẩn mì tinh mừ và sắc săn tài khò của cần phụ nữ số búng tôm này. Lê hết óc đầy ăn bèn trương đâm tứng công khèn chuẩn bị lè máu hù khó bài thình hết bèn cùng đầy lược đây tứ lược tong khe ben khẩu nua hom mì hen tiền sủ khánh xuân phan thanh và xuân trường nửa hết nhân bèn lè nửa mu đâm. Nguồn gốc của bánh trưng nên thì là các cụ cốc qua bánh trưng đâm bừa bày lè xì bài ké bố mì nửa tông căn này tan bên con này lè mì lai pì và hàng pi bài ké tan bên thình nấy xe kinh quá bươn chiêng kén lè buồn thầu căn này hết kinh đáy bay khẩn lè mì thêm nửa khẩu xe chảo đáy mùi hom hơn và bánh trưng đâm này hết bên sư xe đây kinh là tàu đủ lèo mì bài tình gia vị và Bảo Lạc mì co và Bảo Lạc mì co cằm keo sỏng cả gừng đá lè mì hen tiếng và hom đây kinh nhất xe hết mùi hom của bánh trưng đâm xe đầy hom hơn nhằng xe hom đây là so lầu tài ếch là khẩu khẩu đây kinh bày thình gia vị đây kinh giá trắng đầy thêm nửa mua đâm hết lè ấu tứ xếp hà tiếng thân nhì xếp hà tiếng lè bèn trắng miền bèn trương đâm lè thình văn hóa chăn đây của búng tôm Bảo Lạc bấu tan xe bài xe thạt lầy chữa tròi và kinh khảo bạch văn nền mà nhạc xe giới thiệu tối và khách du lịch. Thình kinh này nhạc đài ngòi là mòn văn hóa của búng miền. Pì nòng cần dân số này mì quan niệm cả. Bài mòn cáp lạt của xim cần khao pia tông cùng đầy cáp lạt và căn trang màu đâm của ăn bẹn. Để làm một đen thì là cây... tính kinh gọi là cây hoa muối. Xe hết bền ăn bánh đâm, cầm keo sỏng cả, cây hoa muối. Cần tay là sỏng cả, mày đát, ông mà bông bền thán, mà bố bền thán là
màu bấu đâm là bấu bình, mà bông thân ngãm ngãm là ao mà tâm, sân âu và ao mà po xèo khẩu sơ, và còn lần tỏi và khẩu, phát sân giá ao mà bên. Hàng ti phong tục tập quán tắt tời, chứ thân mềm là lèo bên bèn chân đâm, và ấu số trang thuần. A điếp nghề là A hăn hết bình ấy là chân đầy kinh khai hử bài cần xe kinh và thì nhạc sấy lè xài bá mé bên quảng nhì chết nhì pét nhì cấu sam vằn lè chuẩn bị hử bài văn nền han bá mé bên lè lầu cùng son bên rèo thân đầy hơn xếp pi lè chắc bên thân cả này cứ thân nền lè bên cần xíu nhất lè khẩu đây kinh nửa sơ đây kinh thuần thầy sơ cần diếu nhất là mì co kinh pia là chăn đầy kinh và hom thịt rất là thơm mà ngon. Lăng xì bên xong bày ăn bẹn đẩy xếp đầy đứa và ẩu quàng nhì xếp thân nhì xếp hà tiện là xúc bẹn đẩy ao ót xe khẩu nằm xì cách bẹn kinh là sườn xì dùng bày cái thót phúc bẹn xe cách ám bẹn chưng đâm ón và hom của mùi hom khẩu nua, xay sáu mùi hom của thầu, đài bông tử bài con mại tỉnh đông hết bền màu đâm và hom, mùi của thủa kheo và nửa pì đà hết bền ăn bèn trưng, chăn táng của huyện Bảo Lạc, đài chìm ám bèn trưng đâm của Bảo Lạc, cần kinh sẽ han đài mùi hom chăn táng của Khao Pia. Thình kinh mại cả chăn giản dị, to chính bị nọc gần dân số này, cùng cả khẩn bại mòn tẩy khỏ, sắc săn của cần hết và mòn từ đê nhất của bân đinh của Khao Pia. Nền là dịp xe sập căn, cần từ bay quay tỷ phuông cùng ngờ sưởng đầy tẻo mà. Tỷ mì bá mé, mì bú ké, bài cần săn xích. Mà mì tầng nền văn hóa thư bản sắc dân tộc, bèn chương đâm Bảo Lạc là bại mòn đây bèn tì. Pì nồng xương điếp, nền chiên chăn cần xíu tỏi và cần tài nùng, nhất là mùa tâm linh, vì bèn mọi dân tộc số bài tỷ phuông mì bài lệ ngờ ổn an hôn hỷ. Diệt khoăn là văn hóa tín ngưỡng của cần tài nùng số huyện Trùng Khánh, phong tục này đã cả khẩn mưa quan niệm tâm linh của bì nạo số này chào bền bài văn nền toàn xuân phạt phòng số bản còn bống sung tài han on ổn hơn. Thổ công ông thổ địa cai quản tổng mường quản ấy là bữa lạp mình xăm thế ba lèo pi lúc lan du rừng họ bé bé vân bé ngọc kiềm du xóm bản đư lại mì xúc sữa xúc khăn xúc cần bố mẹ lục lan này về quần ấy này mà lập áo khăn mưa rườn bố dự thầu công thu bán quán thu mường để coi khăn khăn mà ra con hử hơi đây lục lan mưa rườn là kinh tế đa kinh nền à dù khăn coi khăn mà ra con hử khăn mà lục lan phải cần rấy để thấp áo mà dù cần nà lê khắp tèo à nhưng mà lê bươn chiêng pi mứ lê mưa rườn thấy cái này nó thâu rườn thâu láng á bố giờ lê dù tí tờ lê thấp thang khoăn mà hờ lúc lan á tôi rườn bé ngọc kiềm mì xúc rửa xúc khoăn xúc cần bố mê lúc ăn bố giờ cùng thu bàn sang tiếp xúc ăn rườn ngoài hà tiếp xúc ăn rườn cả dù xóm bàn đất này nè quần này khâu lèo bia này dù các là tiếc ông khăn lục lan mưa rườn kinh nền kinh tế rồi đấy này là nghi lễ rệt khoăn của rườn bà Trương Thị En số bản Pát xã Cao Trương huyện Trùng Khánh khẩu văn đắp nền ra đại ăn lễ bên này rườn chuẩn bị tô cái ton cái sáu và ao bơ sữa cái khăn của cần vú trang rườn xếp đây giá ao khẩu tây thất khẩn bá âu óc miếu thổ công số thô bán xe hết bài nghi thức bày hết xong tàng liệu mọi mòn rú miếu tiểu hồi mà rườn tẻm hương báo ông bà cúng trò mở kết quả lăng pi
lao động sản xuất và cầu hở tăng rừng sống hôn hỉ mì rèn hất lăng tó lý mòn lăng tó đây trang pi mớ. À, rì khoăn thì nó gọi là gọi hồn thôi. Đấy, đi thì gọi hồn về thì theo tập quán thì rì khoăn lè bơi rồng khoăn mà nghĩa lè rèo tập quán. Tu khoăn thì bố mì cần tờ mùng hăn. Tời này truyền quá tời đai. Mì tu khăn bây rèo hết công việc dú tổng, te tó mền khoăn ni xú nọc tổng, vần tí, ốc thổ công bây xe rệt khoăn, dú xí sướng mà rườn, xe sải căn mà rườn kinh nền và đất rườn. Văn nhị cầu rủ văn sam trip, lè văn thang pi, toàn bát hương tối tẩu mứ, bài càn hương cáu lè mền bên khẩu, đây giỏ bây. Tỏ mì rườn lè chót vầy bầy, tấu lè ao vây hất khốn bòn hở bảy co mát, bố đầy gậy đính lung tung ốc nọc, vàng gà chót vầy, tó mền bên bài càn hương đầy trắng chót. Quét tọn xong, lè ao mộ nằm, tổng bâu vàng mặt rào bát hương sơ sạch hở ông bà cũng chó, giá tèm bát sam cái hương mứ, ao mà rùm, ông bà cũng chó. Nền chiêng mà, rèo bữa tuyền mà, ông bà lần cả nấy lè nền tất nhiên, ông bà ruộng căn tăng rườn, tối bày ăn cáo bầy, và ao ăn pi mứ, xe mòn đây mà hở đây bòi, đây mẹc hất kinh đây tùng cả nặng lồng hát. Mang về là rửa những cái bát hương cho nó thật sạch. Này lè nghi lệ tín ngưỡng, tời táp tài của gần tài nùng, lệ này nhằm bị ý nghĩa động viên tinh thần, tỏ tỏ rõ lệ quan trọng, bài lèo pi cáo, pi mớ mà thân, đối hoa pi nồng số búng này, pi nồng nhằm quan niệm, khoan bấu rờ lệ đang tu cần, khoan đầy chướng ngọi đây tu cần chẳng bị sức rèn, khoan lệ đang thân tu cần, đây lệ cần chẳng ổn, và pi nồng nhằm cả trang bày hết công, khỉnh khâu bàn rầy, bay quay rủ, bay sở hất kinh, ron tập, bay hình, lè tó mì phấn khoăn. Tờ tí bay lạc, và lẹo bi cáo, chuẩn bị giám khẩu bi mớ, nghi lệ nấy, lê gà, rộng tặng lẹo khoăn của mọi thu cần trang rườn, mà xài căn kinh nền. Đối vào cân tay nùng số búng nấy, bài phong tục tín ngưỡng, lệ nghi rõ lại đầy mùng đây, đặc biệt, lệ dấu trăng nền chiêng. Về cái phong tục tập quán đón ngày Tết của đón năm giao thừa của năm mới đấy. Tục tập thì quán toàn rạp giao thừa và nền chiêng của pi mớ, rú cần tay tó tông cần nùng tông căn, cà pi tờ xiểu lệ khẩu vần nhí cầu pi tờ đo lệ khẩu vần ram ship vần mình mọi gần tối chuẩn bị toàn rập nền chiêng sáu sa bay rượu bại của kinh xe hử vần nền chiêng rườn tờ mì lệ rượu cúa lai nhàng toàn giao thừa phong tục cần tày tại ớt tầm nước chảo vần nhí cầu vần ram ship nền lè tòn thép rườn láng bài cần trang rườn tó áp đang và cùi thu ăn nấy lấy cả rào bài cú sầm phổi bay lẹo bố xe quá pi mớ trang cầm giao thừa bay tàng lẹo bài nghi lệ đã hết xong bài bà bài mé số bàn pát xạ cao trương tèo rộm căn hết bài cố kinh mì hương vị truyền thống cố văn nền cổ truyền tổng cả ra cao thúc thét, pi nòng nhằng quan niệm cả. Lăng pi hất khỏi nhọc, bài văn nền, mà lại bài công việc cấn diếu tó tạm tặng con, sẽ hất bài quốc kinh hờ, bài văn nền, và bay dân căn. Phải bài cáng bióc mắc tàu, si căn phong đáo, rườn rườn si căn, hôn hì toàn rập pi mứ. Sai ngờ và bài mòn đây mở phong tục văn hóa, xe đầy bao trực mài, xe mỏi bày nền mà thân, pi nòng gần tài nồng tẻo dút xài căn, đây đoàn kết, ngờ hử, mì mùa xuân mớ, mì mà lai ăn may mắn đây đòi hơn, tó tông bài cầm tri cầm lượn, quốc gần bàn pát, hát lượn, mưa pi mớ, yên ổn hạnh phúc. Sao bao là Hãy subscribe
tăng gần du tăng nơi đầy chùa mà vui vẻ ngày qua vần nỗi mừng đám mừng xuân mừng nông thôn đổi mới đây. Bị nồng lương đĩa bi mỡ ái mà thân, văn chiên thư lai mòn mỡ và đây, là mòn ngầu sưởng bài thình đây bòi của mọi cần đầy đây mạc, tứ bài việc hết. Cần cần sườn sườn ngầu ổn an, tì chính là bài mòn đầy bú ké tạt xe, bài mòn tì đà đầy sực xe cáng quá lai bi bươn, số bài xạ bốn sông biên trái Xuân Trường huyện Bảo Lạc, bài văn tàu đủ xuân pi mớ, cần tài nùng số này, vần sương ly sực le bài nghi lệ, mưa hua pi mớ, và mì bài hen tiếng, mưa tâu số và kinh nền chiêng trải sông trải hàn, xe ngờ sưởng pi mớ, trang sườn mì sàng và hét kinh đầy đây mạc. Bài văn thua pi mớ, bài rườn cần tài nùng nhú xạ Xuân Trường, theo mời ông Nông Quốc Trường, sấy tàu hân pi đã duy nhất rú búng nấy. Bây hết bài lệ cầu an dài hạn mận thọ hờ pi mớ. Này lệ nghi lệ cầu an sấy trường mà hết lệ ngay số bàn thiêng lầu pi tờ tóc vận cón trụ lăng nền chiêng phấn lai bài rườn cần tay nùng xuống nấy tó mời sấy mà hết cùng cầu an rú thua pi xe tối tẹp bài ăn dày bay ngờ pi mớ mà mọi mòn đây tròi hết lăng tó lị chí lăng tó đầy tó thùng bài búng đai. Rườn từ ái hết lệ thua cốc lên miền pi xa rộp sấy xe ngồi vằn đầy lăng tị trắng chuẩn bị bài của lệ và rập sấy mà rườn hết lệ. Cái nét đẹp đặc sắc của dân tộc Tây là đầu năm ấy, bài ăn đặc trưng của cần tài nùng thua pi chủ yếu là pi dài hạn. Cần từ thân pi hết lệ mừng thọ tổng cả bài pi rí cầu hốc ớt chết ram pét hạ chủ yếu dài hạn là chính tầm tơi tơ mà bài cần ké đà xe hở cả bây ngồi đau hung để giải hạn rú trăng pi xe mờ nà hết kinh đây nhạc nhằng mờ phấn quét rừng làng lẻ tó tùy tấn bốn tỷ phuông bài ca lăng bốc đây khẩu rườn sáu quả bãi cúa bốc đây lê rằng quét bay nhằng bình thường lại bố quét nhằng cầu an lẻ hay hất khẩu rì rườn mớ phấn lai cần tay tó tổng cần nùng tổng căn bình thường là không có gì là người ta không quét lê cùng dài hàn cầu an rò chúc thọ rú thua pi rú nề tó mì lai mòn hất nhằng mì bài giá trị của tời táp tài tầm chậu bài gần trang rườn táng pan căn cần việc xe sải căn xa hất bài của lệ sẽ hết đây bài công việc này sườn rì mì cần sấy phụ tái gà băng hưa cần trườn hết lệ này là mì cấy mu pết và lai thỉnh bẻng mát xay vào bãi cúa trang trườn hết bần tăng lèo bãi nghi lệ tầm bừa bày mà thân này bần sườn rì hết lèo cẩm nâng xay và ăn chín xe ngờ tay sống đẩy đây bòi ím ún xay vào bãi phong tục lệ nghi sấy trường nhặng đầy bài rườn nhớ Việt câu đối đen vì bài rườn rú này nhằng trực táp trịa đen rú trang pi mớ bài câu đối này đầy Việt rùng ròng táp rú vàng sớ thản bán bắc tu rườn và cọc siêu và đầy Việt bằng dự sư nho nội dung lẽ áo bài vằn cầm thơ rú trang xét cổ những cái câu đối của các cụ để lại. Câu đối của bài cần ké xe dú siêu rườn và dú rườn khẩu óc bắc tu lè phối bài ăn đây tròi siêu rườn tổng câu đối yên ổn phú quý hất kinh đây tròi nhằng thản bán là Việt sư nho chủ yếu là Việt mưa dòng họ táp chìa đen lè ăn trang tục lệ đã mì mà tầm hân tới rèo bài rườn văn hóa dân gian chìa đen lè ăn may mắn tượng trưng hở pi mớ đây vòi tài lộc mì sức rèn hôn hỷ trăng tời sống sau vận khẩu vằn sam ríp nền bố chi cà cần tài nùng phấn lai bài phong tục ăn bữa rần rờ tó táp chìa đen đen lè toàn rập pi mớ
cái phong tục của người Tày nói riêng, phong tục của Cần Tày phối riêng và bài dân tộc rú Cao Bằng và Việt Bắc phối chung. Ăn tập tục chỉ đen vằn nền, mền phối lại ăn màu đen tượng trưng hờ tha vằn và hờ ăn may mắn. Xay thì tỏ lẻ màu của tha vằn, mì màu rất rồng ràng và tăng liệu. Màu của phầy xe may mắn rú thua pi. Bươn lạp chuẩn bị toàn rạp giao thừa, rươn từ tỏ toàn thản bán. Xong giá lẻ táp biến chỉ đen khinh thản bán cúng chó. Xay táp giúp bác tu rươn khẩu ốc. Và dũ ăn đây khỉnh lồng rườn, thay phưa tó táp. Cầu phi mới mà bị lại ăn may mắn mà hở mọi rườn, xe nhàng vần, màu, hạnh phúc. Cầu hở phi mới mà mọi mòn đầy đây tổng phầy thư. Thư tổng phầy xe toàn rạp đây bòi. Anh ấy là đặc trưng của bốn khâu phia. Bao lì xì tó đen, lấy màu hạnh phúc yên ổn. Tục táp chìa đen cầu an dài hạn mừng thọ, bài phong tục này là nét phong tục dân gian mì mà bố chỉ riêng của Cần Tày Nùng giúp búng sung biên trái xuân trường. Mà nhàng đầy tàng liệu bài dân tộc của búng đinh Cao Bằng, bần trí đầy bao sực và nhàng bì. Dịp này nhàng đầy pin nồng dòng họ rộm căn chàng cỏ và nhàng hở căn thành kính và thần linh cúng chó và ngự ước mưa tây sống hạnh phúc yên ổn. Bài bích bióc mắc lì, bióc mặn phong khao, tổng nà khẩu nu hôm, tổng mu tem khẩu. Hôm khóc sở quay, say và bay mùa xuân ngắm mặt thân, hứa hẹn hở miều mỏng mớ sau su đầy lai và sắc xanh của gần kha bàn. Bài muối khẩu tấn ngạt, bố chỉ hất ốc muối khẩu tem rào, mà nhằng bao trực, xe bài giá trị văn hóa của gần dân số búng nấy. Pì nòng lưng điếc, mọi dân tộc mì bài thính kinh chăn táng của từng dân tộc bốn miền. Nhang tói và huyện Thạch An, bàng sáng bài thính kinh mì hành tiếng, sụ lường phần đâm, phạc mong hôm, lẹ bấu lùm đầy bèn khua. Thính kinh bấu liều đầy trăng và nẹt. Pì tử cũng bệnh, còn nền chiêng bươn nâng, lẹ bình phầy của bà Hoàng Thị Bé, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tèo lường bực, sáu bày khay khẩu nua, nứng khấn xe hết bèn khô, bày mũi khẩu khao, lẹ thình khẩu nua phẩm đà đại trang lườn bà Bé luộc, xe chuẩn bị hử bày công lành hết bèn, công việc, mai cà, nắm cà xe khuây ngài, tò lì nướng khẩu nua cùng cần lẻo mì kỹ thuật, vì hay cà, bấu hết đây là khẩu nua nứng xè bấu xúc lần và lì tăm xè bấu đẻ miền. Căn này số huyện Thạch An vận mì bại xạ hết bèn khua khẩu dịp nền. Bèn tò tan nhằng kỳ mùng lườn hết bèn bằng phương pháp thủ công. Mai cà hết bèn tò năng suất cùng bấu sung hơn và đà hơn xếp pin này bà Bé vận rực xe. Vì tỏi và bẻ mùng sườn hết bẻn khai óc bạc nọc, việc rực đầy bẻ mùi hom và van, ón đây kinh, xe bang hứa trang sườn, rực đầy bẻ mòn đây và mì mòn sấn xim đuổi bẻ cần khách. Làm bằng thủ công hết thủ công táng hơn pỉ sáu hết bằng máy, lè hết thủ công lèo nừng khẩu hưng hơn và tâm cùng mì đẩy bại mòn đây hơn, xẻ ón hơn là hết bằng máy. Xe hết bình bại ăn bèn khua, xì kinh, phói, ón, hom, bấu mèn kén là tỏi lèo, xì tăm bèn, lèo hết lèo chúng quy trình. Tốc đú khẩu nua nứng xe ao khẩu bao tải, xe tăm quảng sam xếp phút lang tì, lè tạt xe và tiếp tục ao óc sộc xe tăm. Hết bẻng thủ công cần lai cần cáp công sành lè trắng đại miền này cùng lè bảy mùng sườn sống sở căn sườn xì bang hưa căn xe tam bẻng và tứ sườn này quá sườn đai thân xì hết thuần bẻng trắng thôi lăng xì đầy tăm bẹm và xẻ pan bình tứng hón và dùng chai xe lằn bột xe bé ốc lần bẻng khua sườn xì đầy pì nọng cần dân cắt
bình song thình, thình tài ết lè xì và thình tài song lè mẩn, trang bài văn nền bèn hình vuông lè đầy bì nọng cần dân số trang sườn, hết xe kinh nhằng bèn mần lè, hết quà xe ban hử bài cần san xích. Từ bài pha mừ, mì tên mừ của bà bé và bài lục, bài ăn bèn cũng đã đầy hết bình và ao óc thác khứ. Bèn đầy thác số trang động. Bèn xì đã đầy thác khứ, lè ao mà xe xô, sáu lào, dù cả bèn phòng tôm. Bèn tỏ xe bèn xô khẩn đầy lần đây công sàng, lè cận mì bài mòn tên mừ và ao bèn khẩu trang hết lào, xì nhằn đạn. Và còn lần mừ, bèn xì xô khẩn lè áp thương đen, dù thương khao xe chảo đầy bài mòn, dù cả hôm van. Cùng chính vì bài công sành trang tứng công đoạn mà lai pi này bèn khô của bà Hoàng Thị Bé bị hen tiếng khắp bài búng và đầy lai cần trang và nọc tình tật sự. Cố làm lâu rồi, cố làm được chục năm nay rồi. Xuân hết bèn tứ hưng pi, hơn xíp pi này lè bừa bày, cần ké cũng vẫn hết tỏ mà lăng tèo tạ. Bài rú bạc nọc lè khai lé khai hử bài khách quén, khách Bảo Lâm Bảo Lạc, khách rú bạc Nam, bạc Bắc Khảo Nam, Lạng Sơn Tuyên Quang, pi từ bầu cùng ao đà quén. Sáu chất lượng và bài mòn sấn sim, bèn của xuân bà bé cùng đầy lai cần chắc thân, bèn xuân hết óc bấu đo khai. Vì bệnh nọc huy động bài cần trang xuân, bà nhàng thuê thêm cần xe băng hưa hết. Hơn xếp bi hết bệnh, tò xử lì pha mừ của bà bé đã quén luộc tỏi và bài công sành hết bệnh. Mai cả hết bệnh, tan hết lèo màu, tò cả này cũng đài ngòi lè ăn nghề xe băng hử kinh tế của trang xuân bà đài bay khẩn. Cả này bà bé đang lý truyền tài hử bài lục lan trang sườn hết sáu mòn ngờ sườn, xe mì đầy cần, rực đầy thình, nghề hết bẻng của trang sườn. Là một người trẻ là cần sáng bi ón tham gia, xe hết thình bẻng này, là trẻ cũng hăn hôn hỉ và ý nghĩa, tì là hết bẻng tác tời của dân tộc trẻ sừng, rực xe bài thình bẻng này và bài bi lăng cũng sẽ tài nài, say mé xe hết. Là sự khi trẻ cùng đăng khẩn Facebook han bầu cùng tạp sự like. Là trẻ cùng hết like và văn hòa văn rừng là phát bay Bảo Lâm Bảo Lạc và thành phố. Bèn khua văn này đầy bì nọng cần dân hết 6 like bài màu sắc tán căn. Bầu dùng bài nằm bơ mày lụ bài thình mát lê chào bình bài màu sắc đầy bòi. Bèn khua cùng ao mà đầy bài mòn chăn táng bị hanh tiếng hử huyện Thạch An. Vì nưa bài kha tàng sổ bản còn, tan cần hăn bài xuân thác bèn lè hăn nền đạ mà thân. Sáu bài ý nghĩa và phong trào hết bèn phạt phòng dịp nền, chính quyền tỷ phương đăng lý mì bài phương án rực xe, bài mòn mì trá và rực đầy nghề hết bèn táp tời này. Về cái món bánh cười ở cái địa phương thình bánh khua số tỷ phong khói lè đẻ mì tứ hơn tới mưa chế độ chính sách cả này lè sang mì chính sách tờ mặc bền vàng đảng và chính quyền thị trấn cùng vận động bình đẳng cần dân bài mùng xuân hết bánh cả này lè rực khe và phát huy khe bền bài thình mì hen tiếng. Tối ná lè tuyên truyền bài mùng xuân tiếp tục phát huy hơn thêm và ao sản phẩm thân bài bì nào số bài tỷ phong đai và cùng sổ cả ao bài thình nấy hết óc quảng khóp hơn thân mọi cần dân tặng nước chắc thân thình kinh mì hanh tiếng của huyện Thạch An. Bánh khua lẻ thình kinh văn nền thư lai ý nghĩa khẩu bài văn nền xì bài cần trang sườn đăng lý nặng và căn kinh bánh và kinh nằm phối tuệnh và căn lẻ sử chăn hôn hỉ đây bòi bừa bày sòng lè bèn khua
Bí bình bèn cả khẩn bài mòn hôn hí, xì thân nền, cần cần sườn sườn kinh bèn lẹ bài mòn hôn hí, xè mì đầy lai hơn khóc mọi tỷ. Pì nồng xương điếp chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng thân này lẻ lẹo, so bẹc pì nồng và chập tẻo khảo bại bài lăng.